Anh em có nhu cầu muốn đến Ngọc Dầu online thì hãy lên shop ninhlammộttỷ.com nhá. Shop mới khai trương nên giảm giá cực kỳ là kịch liệt luôn, lên đến 40% giá trị shop khi nạp bằng ví. Anh em cũng có thể có mặt trong top nạp thẻ và những cái mục ram rom cực kỳ là giá trị. Anh em săn nick 60 tỷ, 40 tỷ hoặc là những nick với giá là 1 đồng thôi. Top nạp thẻ sẽ trao thưởng vào cuối tháng. Mình sẽ tặng cho hai bạn may mắn nhất để tặng 10k shop nha. Ok, bạn đầu tiên mình xin chúc mừng bạn Nguyễn Văn Trung. Bạn Nguyễn Văn Trung này đã tự tặng 10k shop nha. Ok, bạn tiếp theo mình xin chúc mừng bạn Vương Đỗ nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn anh em hãy comment bên dưới nhận được tài sản khoản là 10k shop nha. Ok, bye bye mọi người. Hello anh em nha, chào mừng em đến với channel mình là Nick Nạp 1 tỷ đây. Thì hôm nay mình xin thông báo với anh em một cái tin rất là buồn luôn. Ở game Ngọc Rồng online của chúng ta thì hôm nay sẽ có một vụ là vụ nôi đài là 70 triệu Việt Nam đồng. Mình cũng không biết đây là sự thật hay là đang đùa nhau thôi, nhưng mà ở một group rất là uy tín là group Genki, đây là bạn trưởng của group này, boss group này là bạn BTC Gaming ấy, bạn Bùi Công Thượng ấy, thì bạn có chia sẻ một tin là AD Tâm Hoàng lừa đảo 70 triệu anh em ngưng giao dịch nhé. Và bạn ấy không, mình cũng không biết là đây là bạn ấy đang đùa hay là thật, nhưng mà mình nghĩ là cái này thì rất khó để mà đùa được, bởi vì nếu mà đùa thì mất danh dự một người uy tín mà lại đi nói người kia lừa đảo thì nó lại mất danh dự của cái người bị nói ra. Thế nên là mình nghĩ là cái này nếu mà đùa thì cũng khả năng đùa thì nó rất là thấp, nhưng mà 70 triệu là số tiền rất là lớn. Nếu mà bạn ấy lừa đảo ít thì mình không nói, lừa đảo 70 triệu rất là lớn. Thế nên mình cũng không biết là đây là sự thật hay là không, chúng ta cùng đi xem là đây có phải sự thật không nhé. Thì cái này thì phải đợi vài ngày nữa để mà xác minh xem là thật hay là đùa hay là lừa đảo, quá trình lừa đảo như thế nào, quá trình nôi đài như nào, để xem là có thật sự là nôi đài 70 củ không. Thì tiếp theo thì bạn ý có đưa cho bạn Tâm Hoàng. Bạn Tâm Hoàng này thì nhìn vẻ ngoài khá là đẹp trai anh em ạ, đẹp trai, anh em nhìn kỹ mà xem, bạn này cũng không đến nỗi xấu lắm đâu, bạn này nhìn cũng rất là ok và nhìn rất là fuckboy luôn. Ok, bạn này nhìn khá đẹp trai, rất tiếc là đẹp trai như thế này có một khuôn mặt như thế này mà lại đi nôi đài, thật là quá buồn luôn anh em ạ. Làm sao mà bạn ấy lại đi theo cái con đường nôi đài như này thì rất dễ giàu nhanh, nhưng mà về lâu về dài thì cũng không ăn thua. Anh em có thấy là ai làm ăn không chân chính mà bền được không, lâu bền được không, rất khó luôn. Ok, tiếp theo nữa thì là bạn này, bạn ấy sau khi đã nuôi đài thì là 70 củ rồi, thì bạn ấy đã mặt trơ chắn bóng bình luận vào trong cái bài viết của bạn Bùi Công Thượng. Bạn ấy bình luận vào bài viết của bạn Bùi Công Thượng là đi cọc, bạn ấy hứa là bạn ấy sẽ đi cọc group khác để mà lừa đảo tiếp. Bạn ấy nói là bạn ấy cọc có 3 triệu thôi, nhưng mà bạn ấy lừa đảo được 70 củ, quả là một số tiền rất lớn anh em ạ. Nôi đài những 70 củ, cọc 3 củ mà nôi đài được 70 củ, tức là gấp độ khoảng 20 lần, hơn 20 lần. Rất là giỏi luôn anh em ạ, giỏi, nhưng mà cái này anh em không nên học theo nha. Ở trên trang cá nhân của bạn ấy thì thường xuyên là đăng các ảnh là khoe tiền. Đây anh em nhìn này, một tiệp tiền này thì độ khoảng là 50 tờ, 50 tờ thì độ khoảng là 100 triệu ạ. À đâu 10 triệu, 10 triệu hay sao ấy. Ok, nói chung là cũng không nhiều lắm. Thì nhưng mà bạn ấy vẫn khoe được. Ok, thì nhưng mà với cái năng lực kinh doanh của bạn ấy thì quá đẳng cấp luôn. Cọc có 3 triệu mà nuôi đài được những 70 triệu thì anh em thấy là quá đẳng cấp, nó không biết bạn cọc được bao giờ, nhưng mà bạn ấy nuôi đài trong một thời gian ngắn mà được 70 củ thì quá là giỏi luôn, khủng khiếp đấy anh em ạ. Bạn ấy vẫn mặt trơ chắn bóng. Khi ở đây thì có rất là nhiều các bạn comment là VCN giàu thía bị nuôi đài hẳn 70 triệu Việt Nam đồng, mạnh dạn xin 30 triệu cho chẵn 100 triệu. À, thật là chớ trêu. Ở trong đây thì bạn ấy lại comment tiếp, bạn ấy comment là cọc 3 củ và nuôi đài được 70 củ, quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Hôm nay chắc là mổ gà ăn mừng, mổ bò ăn mừng được cái gì nữa. Cọc 3 củ nuôi đài được 70 củ thì vị chi là nãy 67 củ, 67 củ thì bỏ ra 7 củ để mà ăn chơi, còn lại là 60 củ, 60 củ thì sẽ làm những cái việc khác, quá là kinh khủng luôn. Bao gái có khi cả mấy năm không hết anh em ạ, 70 củ là to, cũng không phải số tiền nhỏ đâu. Thế nên là làm được rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà ở đây thì mình cũng không biết là thông tin này thông tin chính xác hay là thông tin đang đùa đang trêu nhau thì mình cũng không biết, nhưng mà tốt nhất thì anh em cứ nên cẩn thận. Ok, thì bạn ý này mặt trơ chắn bóng thêm một phát nữa, bạn ní mờ hòa nói là mày rút ghim à, mua đàn về chơi, đàn gì, đàn gì, đàn bà hay đàn gì, 70 củ thì có mà chơi hết cả đầu ra thì cũng không hết được anh em ạ. Bởi vì một slot bây giờ có độ khoảng 500 là hàng ngon rồi, mà anh em 70 củ thì rất nhiều slot, nửa năm đi chơi, nói chung là rất kinh khủng luôn. Nhưng anh em vẫn còn nhỏ nên là mình cũng không nói quá sâu về những cái vấn đề đó. Ok, thì bạn ấy mặt trơ chắn bóng tiếp theo, bạn ấy đi nói là thôi đi cọc AD Group và nuôi đài tiếp. Ok, vậy là anh em cẩn thận nhé, bây giờ có rất là nhiều các hình thức nuôi đài. Người ta sẽ đi cọc các group nhé, rồi người ta nuôi đài, rồi lại tạo một nick mới, coi như lại là một người khác bình thường, lại cọc độ khoảng 500 một củ. Bây giờ rất nhiều group lập ra và nhận cọc từ 500 đến một củ. Group mình thì đấy, đấy cũng chính là lý do tại sao group mình không có AD. Trước đây group mình có rất là nhiều AD nhá, rất nhiều AD, giống như kiểu là anh em có biết đến vụ AD
Mạnh Thọ Tuấn Cường không? Mạnh Thọ Tuấn Cường ngày trước cọc ở group mình và kiếm được rất là nhiều tiền sau khi bạn ấy nôi đài, rồi rất là nhiều các bạn nôi đài khác cứ cọc rồi nôi đài mình phải đền rất là nhiều tiền luôn, và chắc chắn là mình phải đền rồi. Mà đợt tí mình cũng ngu ngơ cơ, nó cứ có bằng chứng là mình đền chứ mình không lấy cái Facebook của nó vào để mà xem là nó đã nhắn tin với thằng này đâu chưa, hay là vừa mới ấy nhắn tin. Có khi là nó đợt tí sau những cái lần bị gài như thế thì mình phát hiện ra là à thì ra mấy cái thằng đó ấy, nó chính là một tem, mấy cái thằng mà đi nôi đài với cả cái thằng bị nôi đài nó là một anh em ạ, nó tạo ra hiện trường giả để bắt mình đền tiền. Thế nhưng mà đợt thì mình không quan trọng, bởi vì cũng có mấy trăm mà mới đầu mình nghĩ là ở có mấy trăm, ba bốn người mấy trăm thôi, mấy trăm giả thì coi như là mình không bị nó cọc cũng mấy trăm rồi, coi như mình coi như một ngày mình nỗ mấy trăm gì đó. Thế nhưng mà ngày mai ngày kia kìa rất là nhiều người IB mình luôn, nhưng mà mình vẫn phải trả theo luật là sau 30 phút mà bị nôi đài mà không IB là không được trả, nhưng mà mình vẫn trả như bình thường thôi. Mình trả xong thì mình không nhận AR nữa để gọi là không bị mất tiếng đi và không làm AR nữa, và bây giờ mình không cần AD và mình kinh doanh vẫn rất là ok anh em ạ. Anh em nhớ ủng hộ và nên shop nick là 1 tỷ.com để ủng hộ mình nha. Và thông tin này thì có bạn Bùi Công Thượng, chính là bạn bot group của cái group mà Genki đó, bạn này là một bạn YouTuber nha, nói chung bạn ấy uy tín, mà đi nói một bạn khác là lừa đảo thì mình nghĩ đây là sự thật chứ không phải là một cái cú đùa gì đó ở đây cả. Và số tiền thì có thể là số tiền nó không lên đến 70 triệu đâu, nhưng mà cái bạn kia mà nôi đài thì mình nghĩ là khả năng là có thể xảy ra nhá. Thế nên là để mà an toàn cho anh em, mình không biết đây là một vụ đùa hay là thật, nhưng mà để an toàn cho tất cả anh em thì anh em vẫn nên cẩn trọng và không giao dịch với cả bạn đó, để đến khi nào có thông tin mới nhất thì anh em mới giao dịch với cả bạn đó, xem là bạn đó có uy tín hay là lừa đảo, đây là một cú lừa đùa hay là sự thật như thế nào, thì anh em hãy chờ kết quả vài hôm nữa xem thế nào nhá. Ok anh em nếu thấy video của mình hay, anh em hãy like và đăng ký subscribe nên shop nick nạp 1 tỷ.com để ủng hộ mình nhá. Anh em nào có muốn thanh lý nick thì hãy IB Zalo Facebook của mình để mà thanh lý nick nhá. Mua bán vàng ngọc xem 1 năm thì cũng cứ IB mình luôn. Ok bye bye mọi người nhé.